Kính chào quý vị khán thính giả đài STEADI. Chúng tôi là Phạm Đạo Đông Cơ thuộc tổ hợp y tế Bolsa Medical Group, MV Medical Group, MB Care Health Network và One Care Connect. Hôm nay tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin thức y khoa hàng tuần. Hôm nay tôi phải hãnh diện là mang đến cho quý vị rất nhiều cái tin rất là hay, rất bổ ích cho chúng ta, nhất là quý vị phụ nữ. Trong cuộc đời của tôi là một người bác sĩ sản phụ khoa chữa bệnh đàn bà. Thì khắc khoải của chúng tôi là làm thế nào để chúng tôi có thể khám phá ra khi quý vị bị ung thư buồng trứng, mà khám phá ra khi quý vị chưa phát ra ung thư buồng trứng mà chúng tôi đã biết rồi, cái đời nói là chúng tôi sẽ cứu được quý vị. Y khoa đã tiến triển. Ngày xưa đó, chúng ta có thể bị ung thư cổ tử cung. Đầu tiên là ung thư cổ tử cung, chúng ta đâu có biết, khi chúng ta thấy ra máu nhiều thì chúng ta mới biết, đi khám thì trễ rồi. Nhiều khi chúng ta phải radiation therapy rồi làm đủ thứ ấy, mà vẫn chết. Mà sau này cái ung thư tử cung cũng vậy, nhiều khi quý vị ra máu, quý vị đến thì trễ rồi. Do đó mà chúng tôi bây giờ nó có ung thư buồng trứng. Ung thư buồng trứng là một ung thư nguy hiểm nhất của các quý vị phụ nữ, so với chỉ có một cái vú là nó không thôi. Cái khổ của nó là nó không có triệu chứng. Thường thì chúng tôi khuyên quý vị phải đi khám bác sĩ phụ khoa mỗi năm một lần, để người ta khám cho mình, người ta làm pelvic exam cho mình, người ta khám âm đạo của mình, người ta sẽ sờ nắn ở trong đó, người ta sẽ thấy được nếu mình có cái buồng trứng thì người ta sẽ chụp siêu âm cho quý vị, người ta sẽ thử máu quý vị, người ta sẽ biết rằng là quý vị biếu độc hay không, và chúng tôi cắt nó đi thì quý vị sẽ ok. Bây giờ thì người ta trong cái research của được đăng ở trong tờ Lancet Oncology, tức là cái tờ báo chính ở bên Anh về ung thư, thì nó nói là cái con vi trùng ở trong âm đạo chúng ta, cái vi trùng bình thường trong âm đạo nó gọi là microbiome ở trong âm đạo chúng ta, tên nó là lactobacillus. Con vi trùng nó bình thường, nó khi nào quý vị cô con gái không có đàn ông bao giờ cấy nó có con vi trùng này. Càng nhiều càng tốt, ít thì là dễ bị nguy hiểm. Do đó mà ngày xưa khi chúng tôi khám cho quý vị, chúng tôi đều khuyên quý vị đừng làm douche. Nếu quý vị có một vợ một chồng hay là ngay cái gì cũng vậy, quý vị đừng làm douche, nhất là quý vị đừng dùng thuốc. Cái thuốc ấy, như là IVA chẳng hạn, tôi không chống lại kháng thuốc, nhưng mà thuốc nó làm nó có chất mùi vị thơm, thực sự nó giết con vi trùng tốt của chúng ta đi, mà nó làm cho con vi trùng xấu nó sống lên, và do đó chúng ta cái huyết trắng chúng ta nó càng ngày càng hôi nhiều hơn, làm cho người chồng người ta sợ. Quý vị, vì vậy mà bây giờ người ta khám phá những người đàn bà nào mà bị ung thư buồng trứng thì ở trong âm đạo cái con vi trùng lactobacillus thấp thì ít. Một phần là bởi vì chúng ta bị rửa nhiều quá, chúng ta rửa ở trong nó thì nó giết con vi trùng tốt, vi trùng xấu nó mọc lên, và chúng ta vì vậy mà chạy lên. Và cái quan trọng chính của nó là cái gì thưa quý vị biết không? Người ta nghĩ rằng là khi chúng ta bị ung thư buồng trứng là bởi vì người ta trắng, vì họ chỗ dưới họ lông nhiều, họ to con, ăn thịt nhiều, nên nhiều khi nó hôi thì họ phải rửa thuốc douche, thế rồi không rồi họ lại dùng cái Prozestin. Mới đây trong mấy tháng rồi, cái hãng Johnson Johnson nó bán cái Prozestin để dành cho các bà bôi chỗ kín ấy, nó bị kiện. Thực sự ra cái khi mà chúng ta dùng cái Prozestin nó đi vào trong âm đạo ta, nó theo cái đường ống trứng, nó chạy vào trong đường ống trứng, rớt vào trong cái buồng trứng của chúng ta, nó ở chỗ đó, nó kích thích cái buồng trứng chúng ta, nó làm chúng ta bị ung thư. Đó là một cái theory ngày xưa chúng tôi học. Thế bây giờ mình rửa đi, nó có thể cái chất hóa học nó vô cho mình không biết. Cái chính của mình là mình giảm bớt cái con lactobacillus, còn nó bảo vệ cái âm đạo chúng ta, nó bảo vệ cái môi trường trong âm đạo chúng ta, cho nó làm chúng ta ít bị ung thư buồng trứng. Cho nên quý vị nhớ, quý vị đừng làm douche nhiều quá. Có bị huyết trắng thì quý vị đi khám bác sĩ để được chữa thuốc đàng hoàng, chứ không phải là quý vị cứ nghĩ là làm douche là quý vị đỡ bị nhiễm trùng. Làm cái tin thứ nhì này nó cũng hơi làm cho chúng tôi đã biết, tôi nói với quý vị từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay đây nó được đăng trong tờ Annals of Medicine. Nó nói rằng là quý vị không nên uống thuốc bổ, không nên uống supplement, không nên uống vitamin, bởi vì nó không những có lợi mà nó còn hại nữa. Cái chính là quý vị phải ăn rau, ăn trái cây. Nó lại cho thêm cái research mới đây, nó nói nếu chúng ta cho bệnh nhân uống combination calcium vitamin D, 1000mg calcium cộng với 200 vitamin D thì bệnh nhân sẽ tăng xác suất bị stroke quan trọng. Nếu bệnh nhân phải thiếu vitamin D, quý vị cho bệnh nhân ăn những cái thứ mà trên màn hình của quý vị đây, yogurt, Danone, sữa tươi, cheese, hoặc là ăn cereal fortified với vitamin D, nước cam fortified với vitamin D, cá salmon, cá tuna rất là bổ thưa quý vị. Nếu quý vị mà chịu khó tập thể dục, đi ra ngoài nắng mỗi ngày chừng 15 phút, 20 phút thì quý vị sẽ có đủ vitamin D, cơ thể quý vị nó tạo đủ các vitamin D. Còn nếu mà quý vị sợ sạn thận hay bị sợ phản ứng nhiều đó, quý vị ăn thiên nhiên cho tôi, thì quý vị ăn bao nhiêu càng tốt, nó không có hại gì cả cho quý vị. Quý vị nhớ tập thể dục và ăn uống dinh dưỡng tốt, trái cây, thịt gà, đừng ăn thịt đỏ nhiều, đừng ăn mỡ nhiều thôi, thì là tốt hơn là quý vị uống thuốc bổ. Nhất là những cái thuốc, những cái Hy Lạp quý, selenium đó, quý vị ăn oatmeal, ăn gạo nâu nó đều có cái đó cả. Thì trong một trong những cái điều mà chúng tôi thắc mắc giúp cho bệnh nhân của chúng tôi là chúng tôi sợ nhất là quý vị về già, quý vị té, tại vì cái gì mình đi cả khựng người nghiêng qua nghiêng lại, thế là nhiều khi mình uống thuốc với vẩn bị té, thế làm thế gãy chân, thế thì sợ lắm, cho các quý vị uống thuốc để cho đỡ gãy chân, đỡ gãy xương. Ở đây những cái phương pháp này chúng tôi truyền lại cho quý vị để quý vị làm sao mà quý vị đỡ bị té, đỡ bị nguy hiểm tính mạng. Quý vị nhìn thấy cái hình đó là quý vị sẽ hiểu là tôi muốn nói gì. Thứ nhất là người già phải giữ huyết áp tốt, đừng để cao quá hoặc thấp quá. Cao quá thì bể mạch máu trên đầu chết, sốc, mà thấp quá thì chúng ta hay bị té nguy hiểm. Chúng ta hay khuyên bệnh nhân là tập thể dục, đi ra ngoài đường, nhưng mà không được, quý vị nên tập cái cách, biết cách tập làm sao. Quý vị tập giống như ở trong cái hình đó, tập hít thở, tập múa chân múa tay, tập tai chi là tốt nhất, phải đi bộ cũng được tốt, nhưng mà tai chi với tập hít thở là tốt nhất thưa quý vị. Khi các người già đừng đi bác sĩ cứ xin thuốc ngủ, quý vị không cẩn thận uống thuốc ngủ nhiều quá, quý vị dậy đi tè buổi tối, quý vị có thể bị té gãy xương. Quý vị khi quý vị cảm cúm, quý vị đừng uống thuốc Sudafed. Sudafed là cái thuốc nó làm cho chúng ta bị chóng mặt, té, huyết áp cao. Và uống thuốc anticholinergic để cho những người mà bị Parkinson disease hoặc là những người mà bị, thưa quý vị, là tiểu gión ấy, thì chúng tôi cũng cho uống anticholinergic giống như là Detron ấy. Quý vị uống nó nhiều, quý vị cũng bị chóng mặt, quý vị té. Thuốc cao máu phải uống thấp quá cũng bị té. Quý vị phải mang kiếng tốt, chứ nếu không quý vị không có kiếng mà đêm quý vị dậy, quý vị không đeo kiếng, quý vị không nhìn thấy gì, vấp đầu té bể đầu, nguy hiểm tính mạng. Ở nhà nếu có mẹ già ở gần nhà mình, bố già thì nhớ để cửa cái quý vị đừng để vấp cái gì cả. Quý vị phải đi đeo cái shoe, right shoe chật ôm vào chân mình để cho mình không được vết mình té. Hoặc là quý vị phải dùng walker, quý vị nhìn cái hình nó có walker gate, ba to đi bộ làm cái gì phải dùng cái đó để cho nó bảo vệ cho mình. Nó sẽ làm cho chúng ta đỡ bị té và chúng ta sẽ đỡ bị nguy hiểm tính mạng của chúng ta. Nếu quý vị cần coi những cái điều kiện này bằng tiếng Mỹ, nó có tài liệu trong Sở Y khoa Phòng ngừa Hoa Kỳ CDC, nó viết ra là STEADI, S-T-E-A-D-I, Stopping Elderly Accident, Death and Injury. Đó, quý vị bấm trong cái Google nó sẽ ra cái đó. Tôi sẽ cho quý vị những cái điều chúng tôi vừa nói đây quý vị, để quý vị sẽ đỡ bị nguy hiểm. Lại một cái nữa cho thành những người già, hôm nay là nhiều cái vấn đề cho người già ấy, là bệnh Alzheimer disease. Thưa quý vị, đến ngày hôm nay, đến giờ phút này, bao nhiêu research đưa ra đều thất bại hết. Không có thuốc gì để chống lại bệnh Alzheimer disease. Alzheimer disease thì trong đầu quý vị nó có cái amyloid plaque, nó đè trong dây thần kinh quý vị. Nó làm cho các dây, cái neuron ở trong óc quý vị nó không liên lạc được với nhau. Và chúng ta nói trước quên sau, nói sau quên trước. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để không có thuốc thì làm sao? Có cách để ngăn ngừa cái bệnh này hoặc là làm nó giảm lại. Ngay cả khi quý vị bị cái gene apoe4, tức là quý vị sẽ bị bệnh Alzheimer disease. Nếu quý vị làm theo cái 5 điều chúng tôi kể đây thì quý vị sẽ đỡ được 60%. Kéo dài hơn, thế vì thay vì quý vị 70 tuổi, có vẻ 80 mấy tuổi thì thôi, mình quên đi cũng cho đi luôn. Thứ nhất là quý vị phải có một cách sống lifestyle behavior, thay đổi tập thể dục, ăn uống thư giãn, rồi regular exercise, tập mà không đủ uống rượu nhé. Regular exercise nghĩa là quý vị phải tập thể dục điều hòa, đi bộ mỗi ngày 30 phút. Làm cognitive stimulation, đọc sách, rồi đánh cờ tướng, đánh mặt trượt, tập hát, tập đàn. Ăn brain healthy diet, ăn đồ ăn nó giúp cho trí óc của chúng ta nhiều, tức là rau, trái cây, cá, rồi ăn ngũ cốc thô, cereal, oatmeal. Chúng ta không được hút thuốc lá. Quan trọng nhất là không được hút thuốc lá. Tại sao vậy? Vì theo một cái thống kê ở bên trường UCSF, nếu quý vị hút thuốc lá thì xác suất quý vị bệnh Alzheimer disease tăng gấp đôi. Quan trọng nhé. Nhất là quý vị có cái gene bị đấy, mà quý vị uống thuốc lá là quý vị sẽ bị Alzheimer disease. Và nếu quý vị muốn đỡ bị Alzheimer disease, quý vị phải làm sao đạt được 4 cái điều kiện của cái 5 điều chúng tôi vừa nói kia. Nhưng cái điều kiện chính của nó vẫn là non-smoking, ăn uống cẩn thận, ăn theo kiểu Địa Trung Hải, ăn theo kiểu Địa DASH. DASH là Dietary Approach to Stop Hypertension, tức là quý vị ăn nhạt, ăn rau, ăn trái cây nhiều, bớt ăn thịt đỏ nhiều, bớt được uống rượu, uống ít đi thôi để cho tốt thưa quý vị. Và tập thể dục đầu óc bằng cách đọc sách, viết sách và hát, đánh piano thưa quý vị, đánh đàn. Cái tin nó được bán trên thị trường là cái thuốc nó cho cái này, tức là khi chúng ta bị đàn bà lớn tuổi hay bị sa dạ con đó, thì thường thường khi quý vị sa như vậy chúng tôi cho quý vị cái pessary đẩy nó lên, nhưng mà cái đó thì quý vị cứ lâu lâu quý vị phải đến chúng tôi dạy quý vị, nó hơi khó chịu. Chúng tôi cũng thành công nhiều người, người ta không chịu mổ, chúng tôi cho cái pessary. Nhưng bây giờ nó bán một cái pessary này, chúng tôi có thể viết toa cho quý vị, xong quý vị mua về chúng tôi lắp vào cho quý vị có 6 cái size khác nhau, cho nó rất tiện với người Việt Nam. Quý vị nhìn cái hình nó giống như để nhét cái tampon vào trong âm đạo của chúng ta. Khi quý vị nhét vào, quý vị kéo cái piston ra ngoài thì tự nhiên cái pessary nó bung ra, nó sẽ đẩy cái tử cung lên trên và nó đẩy cái âm đạo của quý vị, cho nên quý vị sẽ không có bị sa bọng đái hoặc sa cái hậu môn quý vị xuống, và như vậy quý vị sẽ feel rất là good thưa quý vị. Cái đó là FDA đã approve để giúp cho chúng ta sẽ đỡ bị, nó sẽ được bán trong từ cuối năm, nếu quý vị không cần phải mổ. Và rất là tốt thưa quý vị. Còn cái thêm một cái instrument nữa mà nó cũng vừa được FDA approve mà nó bán over counter, nghĩa là chúng tôi thất nghiệp. Nếu quý vị bị xón tiểu ngoài đó, đi cười ho rất thứ tiểu ra, thì bây giờ nó sẽ bán một cái nó gọi là Revive, R-E-V-I-V-E device. Quý vị nhìn trên cái hình đó, thì cái đó nó để cho khi mà quý vị chỉ việc nhét trong âm đạo quý vị, nó sẽ đẩy cái cổ đáy quý vị lên, cho nên quý vị không bị xón tiểu nữa. Quý vị có thể để cái đó trong âm đạo quý vị, giống như cái tampon 12 tiếng đồng hồ, xong quý vị lấy ra, quý vị rửa, có thể dùng đi dùng lại ngoài 31 ngày thôi để mua cái mới thưa quý vị. Nên rất là tiện tốt mà cũng thành công lắm thưa quý vị. Làm cho tôi hơi buồn vì nữa là quý vị để cái này vô thì 71% thành công và 79% là bệnh nhân cảm thấy thoải mái, không có khó chịu. Do đó mà chúng tôi phải mổ. Nếu quý vị bị cái này đến với chúng tôi phải đo bọng đáy quý vị, xong chúng tôi treo bọng đáy quý vị lên, cũng thành công khoảng 75%, 80% thì cũng không hơn bao nhiêu. Nhưng mà nó vĩnh viễn quý vị không phải nhét ra chết rô thôi. Với những người bị ung thư cổ tử cung thì thường thường chúng tôi phải khuyên quý vị nên để cho người bác sĩ mổ bụng quý vị ra để lấy hết cái hạch, lấy hết cái tử cung ra, nó gọi là radical hysterectomy. Và như vậy thì quý vị sẽ sống lâu, nhưng quý vị đừng có fancy mổ qua rốn, để thực sự ra kết quả rất là xấu. Do người ta khuyên là bây giờ standard là chúng ta phải mổ bụng để cắt tử cung nếu chúng ta bị ung thư cổ tử cung. Cái này nó đã được đăng ở trong tờ New England Journal of Medicine trong đầu năm 2019, cũng như mới đây thưa quý vị. Nếu chúng ta có bầu nhiều lần, người bác sĩ khuyên chúng ta đẻ, truyền thuốc để chúng ta đẻ 39 tuần, thì chúng tôi nên, quý vị nên để cho người bác sĩ đó, bởi vì thực sự ra kết quả thống kê bao nhiêu trung tâm thì nó đều thấy là nếu chúng ta những người con dạ mà 39 tuần mà được, nếu cổ tử cung tốt, truyền thuốc cho sanh nó an toàn hơn là chúng ta để tự nhiên thưa quý vị. Và bây giờ nó có một cái thuốc ngừa thai chỉ có Prozestin only để dành cho những người. Hồi trước chúng tôi cũng cho quý vị Micronol, nó là Noratindrol, nó mạnh hơn. Cái này là Drosperitinol, nó là cái loại Prozestin nó nhẹ hơn. Quý vị uống 4mg mỗi ngày, 24 ngày, xong là 4 viên thuốc giả thì quý vị sẽ bảo vệ không bị có bầu, và quý vị vẫn có thể cho con bú được. Và cái xác suất thành công là 4%, tức là 100 người uống 4 người có thể có bầu. Vì vậy quý vị, nếu quý vị mới đẻ xong mà quý vị cho con bú, quý vị muốn ngừa thai thì quý vị nên xin người bác sĩ cái thuốc đó, nó tên là SLYND, S-L-Y-N-D thưa quý vị. Trước đây chúng tôi có dùng Micronol, bây giờ là Splinter. Thuốc này nó lại nhẹ liều và không có phản ứng phụ nhiều. Chúng tôi xin phép là được trở lại để làm cái resume lại những cái điều mà hôm nay tôi nói. Quý vị có nhiều rất điều rất quan trọng. Thứ nhất là ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng là một cái bệnh mà quý vị phải đi khám, quý vị mới khám phá được. Khám phá sớm thì chúng ta có nhiều hy vọng sống bình thường. Và có một cái nữa là chúng ta muốn ngăn ngừa cái bệnh ung thư buồng trứng là nếu chúng ta mà gia đình có người bị ung thư rồi, hoặc là bị ung thư ngực PRCA1 thì chúng ta phải đi khám điều hòa hơn. Nếu cần chúng ta phải mổ cắt buồng trứng trước. Cái thứ nhì là chúng ta đừng có làm đút trong âm đạo nhiều quá. Chúng ta dùng thuốc mà đút để cho nó thơm tho. Nhiều khi chúng ta giết con vi trùng tốt chúng ta đi mà nó làm cho chúng ta bị hôi hơn. Và nhiều khi nó làm cho vi trùng vô trong tử cung chúng ta, nó làm vào trong buồng trứng. Chúng ta bị tăng xác suất bị ung thư buồng trứng. Cái này, cái thống kê này nó được đăng ở trên tờ Lancet Oncology, cho đó quý vị nhớ Lần ba chỉ tắm rửa ngoài, đừng có rửa ở trong nhiều quá, còn nguy hiểm thêm chứ không là tốt đâu quý vị. Cái thứ nhì nữa là cái quan trọng là chúng ta lớn tuổi, chúng ta sợ bị Alzheimer disease, phải không quý vị? Không có thuốc, chưa có thuốc chữa, quý vị chỉ có cách ngăn ngừa nó thôi, bằng cách quý vị ăn uống cẩn thận hơn, tập thể dục điều hòa hơn, tập đọc sách, tập trí nhớ, tập hát, tập đánh đàn piano, chơi đàn, rồi sống và không được hút thuốc lá thì trí nhớ quý vị sẽ tốt. Và quý vị nhớ ăn uống nhiều chất bổ dưỡng, rau trái cây nhiều, ngũ cốc thô nhiều thì trí óc của quý vị sẽ được tốt và quý vị sẽ đỡ bị Alzheimer disease. Và cái tập chất nhất là quý vị phải tập thể dục, đi bộ và đọc sách nhiều. Một cái quan trọng nữa là thế chúng tôi có nên uống thuốc bổ không thưa bác sĩ? Không. Bây giờ những thống kê mới ra đây nó đều khuyên là chúng ta không nên cho bệnh nhân uống thuốc bổ và thuốc supplement nữa. Chúng ta chỉ cho bệnh nhân ăn rau, ăn trái cây nhiều, sống đầy đủ, tập thể dục, sống ăn lành, vui vẻ, yêu đời thì quý vị sẽ có trí nhớ tốt. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình từ đây và xin hẹn quý vị tuần tới và xin kính chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và hạnh phúc tràn trề. Xin cảm ơn quý vị.